Chào bạn đến với cái buổi nhật ký học tập ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ học về cách nói giờ, nói phút và cách để tạo thành một câu hoàn chỉnh. Mình không phải dạy mà là mình sẽ chia sẻ và các bạn sẽ chỉ ra những cái điểm đúng và những cái điểm sai của mình và cùng nhau trao đổi, cùng nhau học tập. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Nếu muốn hỏi là bây giờ là mấy giờ? Thì chúng ta sẽ nói là ima nanji desu ka. Đấy. Còn nếu muốn hỏi bây giờ là mấy phút thì chúng ta sẽ hỏi là ima nan pun desu ka. Đấy. Và chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Chúng ta sẽ trả lời là ví dụ như là ima joji go pun desu. Ima joji go pun desu. Còn nếu muốn trả lời là từ mấy giờ đến mấy giờ thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ nói như sau: chấm chấm chấm. Kara chấm chấm chấm. Made. Ví dụ chúng ta nói từ từ mấy giờ đến mấy giờ thì chúng ta sẽ nói là danh từ qua. Sau đó chấm chấm chấm. Kara chấm chấm chấm. Made. Và đề sư. Ví dụ chúng ta sẽ nói là ICTU qua na nazi kara kuji made đề sư. Để thực hiện hành động từ mấy giờ đến mấy giờ, tức là có kèm theo hành động, thì chúng ta nói như sau. Ví dụ một câu như thế này: Watashi wa kuji kara joji made hatara kimasu. Đấy. Có nghĩa là danh từ cộng với qua cộng với chấm 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 kara chấm 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 made cộng với động từ và masu. Một cái ví dụ nữa là đó là ví dụ như chúng ta sẽ nói là watashi wa asa rokuji okimasu. Đấy.